Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin 18 giờ 30 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với những tin tức thời sự Hưng Yên, tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý. Sáng nay, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị trao đổi, học tập kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội đầu tư, xúc tiến thương mại với gần 200 doanh nghiệp đến từ các tỉnh, thành phố là Hà Nội, Hải Dương, Bắc Giang. Đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đến dự và phát biểu tại hội nghị. Đây là dịp để mỗi doanh nghiệp chia sẻ cơ hội kinh doanh, tìm kiếm bạn hàng cùng nhau nỗ lực vượt khó, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, kỳ vọng mở rộng thêm thị trường tiêu thụ. Đại diện nhiều doanh nghiệp cũng thẳng thắn đề xuất kiến nghị những giải pháp với cộng đồng doanh nghiệp trong hiện tại và cả thời gian tới đây. Từ các giải pháp tự bản thân mỗi doanh nghiệp phải thực hiện cho đến đề xuất các chính sách của cơ quan quản lý nhà nước. Hội nghị đã diễn ra lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên với Hiệp hội Doanh nghiệp và Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ thủ đô Hà Nội, tỉnh Bắc Giang, tỉnh Hải Dương là cơ sở để tăng cường hơn nữa các hoạt động xúc tiến thương mại hợp tác giữa doanh nghiệp 4 tỉnh thành phố trong thời gian tới. Sáng nay, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh đã diễn ra hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh với thanh niên với chủ đề Thanh niên tỉnh Hưng Yên ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vào phát triển kinh tế xã hội. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, 140 thanh niên đoàn viên chủ doanh nghiệp trẻ đã đặt gần 30 câu hỏi kiến nghị đề xuất với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao những thành tựu của thanh niên tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong năm 2023, đặc biệt trong công cuộc chuyển đổi số. Đồng chí đề nghị các sở ngành tiếp tục nghiên cứu những kiến nghị của thanh niên, đồng thời lên phương án có chính sách hỗ trợ thanh niên học tập, nâng cao trình độ năng lực, tạo nguồn lao động chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp số. Đồng chí mong muốn thanh niên phát huy sức trẻ, sức sáng tạo trong từng lĩnh vực cần nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào ngành lĩnh vực lao động sản xuất. Dù quỹ đất nhỏ hẹp, nhưng khi hiểu được lợi ích của việc mở rộng đường giao thông, nhiều hộ dân tại thôn Đại Hạnh, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ đã đi đầu trong việc hiến đất mở rộng đường. Ngay sau khi được cấp ủy chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền với phương châm xây dựng nông thôn mới, người dân là chủ thể, dân biết, dân bàn, dân làm và dân hưởng thụ. Những ngày này, trên 20 hộ dân xóm giữa đã tự nguyện phá bỏ công trình, hiến đất thổ cư, hộ ít trên chục mét vuông, hộ nhiều lên tới 60 mét vuông để mở rộng đường từ 2 mét thành 3,5 mét. Phong trào hiến đất mở rộng đường kể trên hiện đã lan tỏa ra các hộ dân ở đường bờ sông với trên 70 hộ dân đăng ký hiến đất mở rộng đường. Đây xây hết tường rào. Với mục tiêu giảm tỷ lệ mắc, tái phát, kháng thuốc, giảm tỷ lệ tử vong do lao, hướng tới thanh toán bệnh lao vào năm 2035. Thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã tăng cường các hoạt động trọng tâm trong công tác phòng chống lao. Tuy vậy, đến nay công tác phòng chống lao vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Năm 2023, Bệnh viện Phổi Hưng Yên đã phát hiện và thu nhận điều trị cho trên 700 bệnh nhân lao các thể. Tỷ lệ điều trị thành công bệnh nhân lao ở các thể đạt trên 97%, phát hiện gần 400 bệnh nhân lao phổi AFB dương tính, có nguồn lây cơ bản trong cộng đồng, khám sàng lọc cho hơn 10.000 trường hợp nghi lao. Tuy nhiên, việc còn nhiều người dân lơ là chủ quan hiểu biết về bệnh lao hạn chế, sợ bị cộng đồng kỳ thị, ngại tiếp cận xét nghiệm bệnh đã khiến cho công tác phát hiện và thu nhận điều trị bệnh nhân lao gặp nhiều thách thức. Cùng với đó là những khó khăn do quy định chuyển thanh toán chi phí chữa bệnh lao theo bảo hiểm y tế. Cán bộ làm công tác phòng chống lao tuyến huyện, tuyến xã thiếu và kiêm nhiệm nhiều công việc. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là phần tin trong nước. Theo thông tin từ Ngân hàng Thế giới VKB, Việt Nam vừa nhận được khoản chi trả 51,5 triệu đô la Mỹ nhờ việc bán thành công 10,3 triệu tín chỉ carbon rừng, 10,3 triệu tấn CO2, là quốc gia đầu tiên ở Đông Á Thái Bình Dương thu được tiền từ bán tín chỉ carbon nhờ kết quả giảm phát thải do hạn chế được tình trạng mất rừng và suy thoái rừng và tăng cường lưu trữ carbon thông qua trồng và tái tạo rừng. Được biết đây là khoản chi trả đơn lẻ lớn nhất từng có từ quỹ FCPF cho các kết quả giảm phát thải đã được xác minh và chất lượng cao. Khoản chi trả mang tính bước ngoặt này đánh dấu một bước nữa để Việt Nam tham gia thị trường tín chỉ carbon toàn cầu và mở ra một cơ hội mới để tài trợ cho các cam kết và mục tiêu khí hậu đầy tham vọng của quốc gia. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, năm 2024, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc tập trung xử lý xuyên suốt 5 nhóm hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông đường bộ hiện nay. Theo đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc sẽ tập trung xử lý xuyên suốt 5 nhóm hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, gồm nồng độ cồn, ma túy, quá khổ quá tải, cơi nới thành thùng xe, tốc độ, vi phạm tránh vượt phần đường, làn đường,
không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và sử dụng các loại giấy tờ không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Việc kiểm tra xử lý vi phạm theo các chuyên đề sẽ được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm minh, linh hoạt để răn đe, giáo dục tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành các quy định pháp luật của người tham gia giao thông. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch 1079 về việc tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2024 tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam. Theo đó, sự kiện này sẽ diễn ra từ ngày 18 tháng 4 năm 2024 tới ngày 21 tháng 4 năm 2024 với nhiều hoạt động hấp dẫn. Đây là dịp để đồng bào các dân tộc được gặp gỡ, giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, thắt chặt tình đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc, xây dựng và phát triển đời sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ, mang đến cho nhân dân du khách cơ hội được tìm hiểu, trải nghiệm, thụ hưởng những giá trị văn hóa đặc sắc của 54 dân tộc Việt Nam. Thông qua đó, nâng cao nhận thức, lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phát động tháng âm nhạc bài ca Điện Biên. Các tác phẩm tham gia cuộc vận động cần tập trung thể hiện giá trị lịch sử vĩ đại và ý nghĩa to lớn sâu sắc của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đối với dân tộc và thời đại, tinh thần anh dũng, mưu trí sáng tạo, bản lĩnh trí tuệ, ý chí quyết chiến quyết thắng, tấm gương sáng ngời của quân và dân ta. Cùng với đó là phản ánh thành tựu kinh tế, quốc phòng an ninh, văn hóa xã hội của đồng bào các dân tộc Tây Bắc và tỉnh Điện Biên trong âm vang chiến thắng Điện Biên Phủ suốt 70 năm qua. Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ nay đến hết ngày 24 tháng 4. Đêm gala trao giải sẽ diễn ra vào dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2024 tại thành phố Điện Biên Phủ. Tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Trong báo cáo mới nhất từ IQE, công ty giám sát chất lượng không khí của Thụy Sĩ, chỉ có 7 quốc gia và 9% thành phố trên thế giới có chất lượng không khí đáp ứng các hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Theo đó, Polynesia thuộc Pháp, Cộng hòa Maurice, Iceland, Grenada, Bermuda, New Zealand, Australia, Puerto Rico, Estonia và Phần Lan lần lượt là những quốc gia và vùng lãnh thổ đạt chuẩn chất lượng không khí và ghi nhận ít ô nhiễm nhất. Các thành phố ghi nhận nồng độ bụi mịn PM2.5 thấp nhất chủ yếu ở khu vực châu Đại Dương, Scandinavia và Caribe, bao gồm Wellington tại New Zealand, Reykjavik tại Iceland và Hamilton tại Bermuda. Trong khi đó, thủ đô New Delhi của Ấn Độ vẫn giữ vị trí là thành phố thủ đô ô nhiễm nhất thế giới năm thứ tư liên tiếp. Bất chấp những nỗ lực phối hợp của cả chính quyền tiểu bang và trung ương nhằm nâng cao chất lượng chỉ số không khí, mức độ ô nhiễm ở thủ đô của Ấn Độ vẫn cao, nhất là trong những tháng mùa đông. Bộ Tư pháp Mỹ đã khởi kiện tập đoàn Apple với cáo buộc độc quyền thị trường điện thoại thông minh trong nước. Đây là nỗ lực chống độc quyền đầu tiên nhằm vào nhà sản xuất iPhone của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Apple đã sử dụng ưu thế của mình trên thị trường để đặt ra những mức giá cao hơn cho người tiêu dùng, những người phát triển ứng dụng, những người sáng tạo nội dung, nghệ sĩ, doanh nghiệp và người kinh doanh nhỏ. Trả lời họp báo, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cho rằng người tiêu dùng lẽ ra không cần phải trả nhiều tiền khi chính các công ty vi phạm luật chống độc quyền. Nếu giới chức Mỹ không hành động, Apple sẽ tiếp tục củng cố sự độc quyền của hãng trong thị trường smartphone và ảnh hưởng tới lợi ích của người tiêu dùng. Với án kiện trên, Apple trở thành đại gia công nghệ mới nhất vướng án kiện từ cơ quan quản lý của Mỹ, bên cạnh những cái tên như Google, Meta và Amazon. Công ty về công nghệ thần kinh của tỷ phú Elon Musk vừa công bố những tiến triển mới trong việc phát triển chip cấy não, giúp người bị liệt tứ chi có thể điều khiển máy tính và tham gia các hoạt động trí não chỉ bằng suy nghĩ của mình. Bệnh nhân Arbos, 29 tuổi, bị chấn thương tủy sống sau một tai nạn lặn, đã được cấy ghép chip vào tháng trước. Hiện anh đã có thể chơi cờ và tham gia trò chơi bằng suy nghĩ của mình. Led Running cho biết họ dùng robot để đặt bộ phận cấy ghép giao diện não, máy tính vào vùng não. Bác sĩ phải mất vài giờ thực hiện ca phẫu thuật cắt hộp sọ, sau đó cần 25 phút để robot đưa thiết bị cùng với bộ phận chip siêu mỏng chứa khoảng 64 sợi khác nhau vào bên trong. Các sợi mỏng bằng 1/14 chiều rộng sợi tóc. Mục tiêu ban đầu là cho phép người bệnh điều khiển con trỏ hoặc bàn phím máy tính bằng suy nghĩ của mình. Thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.